Ok, vậy thì giống như là mọi người đã biết thì ở kỳ tháng 12 này thì Dũng Modi cũng có tổ chức những CD, à, những CD live stream tiếp sức mùa thi JVT cho mọi người. Bắt đầu sẽ từ tháng 10 và tháng 11 xuyên suốt 2 tháng liền luôn nha mọi người nhá. Hai, và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với nội dung của phần N2. Ok. À, nói là phần N2 nhưng mà thực ra các bạn N3 hay là các bạn N1 hoàn toàn cũng có thể vào để thử sức cũng như là để có thể là ôn lại hoặc là học thêm một chút kiến thức của mình nhá mọi người nhá. Ok. Rồi, hôm nay sẽ là buổi thứ tư nhé mọi người nhé. Và có một điểm lưu ý ở ngay đầu livestream mình xin được nhắc mọi người đấy là mọi người có thể để lại comment với nội dung là Dũng Modi gạch ngang N2 để nhận được bộ tài liệu N2 nhé mọi người nhé. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luôn vào nội dung được không ạ? Ok, chúng ta sẽ có câu đầu tiên. Các bạn đều đang chọn đáp án số 4 là hạt xe sự phát sinh đúng không? Ừ. Bạn Bảo Long có dịch câu này như sau là vì lời giải thích của tôi không đủ để Nên gây ra sự hiểu lầm, tôi thật sự xin lỗi. Về ý nghĩa ý hiểu của các bạn thì chắc là nó không sai, nhưng quan trọng là từ vựng nào phù hợp với cái chỗ trống này mọi người nhá. Ừ, rồi, thấy có người có đáp án đúng rồi mọi người ạ. Bây giờ mình thấy có đáp án đúng. À một là tươi sống á? <laughs> tươi sống đứng một mình đọc là nama mọi người nhá. Nama mới là tươi sống, ok không ạ? Đây là động từ mự Ok, đây là động từ ưa đúng chưa? Đây là động từ ưa mọi người nhá. Ưa được chưa? Ok, mọi người ơi, đúng. câu này đầu tiên sẽ là đáp án số 1 mọi người nhá. Tuyệt đối không nhầm đúng không ạ? Hôm nay chúng ta có thể nhầm nhưng đi thi thì mình không nhầm, không được nhầm nhá. Ưa mơ, ưa mơ ở đây là gì ạ? Là sinh ra. Sinh ra. Đúng không? À, sinh ra hay là mình có thể hiểu là gây ra đấy. Những cái hiểu lầm đúng không ạ? Những cái hiểu lầm. Còn đáp án số 2 của chúng ta là gì ạ? Umare được thì cái từ này rất là quen thuộc với mọi người rồi là được sinh ra, đúng không? Được sinh ra. Còn số 3 là gì ạ? Ikiru đúng không? Ikiru là sống, trái ngược với nó là sinh là chết. Đúng không ạ? Cuối cùng là hase được phát sinh. Thường là phát sinh vấn đề đúng không? Rồi, câu đầu tiên hơi khó khăn một chút đúng không mọi người? Rồi, tiếp theo chúng ta cùng nhau chuyển sang câu số 2 này. Câu này thì chắc là dễ hơn rất là nhiều. Mời mọi người chọn đáp án vào câu số 2 nhá. Rồi câu số 2 của chúng ta là gì đấy ạ? Minna no mae de e sonna koto yu nante nani nani da joshiki da ne. Cái này nó sẽ là cái dạng câu tiền tố hậu tố đấy mọi người. Mình tìm một cái tiền tố điền vào đây để tạo thành một cái cụm từ có nghĩa đúng không mọi người? Ok câu này thì đa số các bạn đã chọn đúng rồi. Đáp án của chúng ta là đáp án số 3 mọi người nhá. Chữ này là chữ phi ạ, chữ phi ạ. Cái từ vựng rất là quen thuộc của chúng ta ở tầm khoảng N3 hay là N4 thôi cũng có rồi đúng không? Hijoshiki. Hijoshiki là thiếu ý thức ấy mọi người Thiếu ý thức, vô ý thức Nói những cái lời như thế trước mặt mọi người thì thật là thiếu ý thức, vô ý thức quá Nhá, vô ý thức quá Hijoski, mọi người nhớ cái từ vựng này nha mọi người nhá Hãy nhớ theo từ vựng thay vì là đi phân biệt à cái này không, cái này không, cái này cũng không Được chưa ạ? Rồi, còn đáp án số À, cầm nhầm <laughs> Đáp án số 2 chữ này là cái chữ Chữ phản đấy mọi người nhá Chữ phản ừ, Phản trong phản đối đấy, hoặc là trái ngược Ok không nào? Đấy. Rồi tiếp theo mời các bạn cùng nhau đến với câu số 3 Câu số 3 cũng là tìm một tiền tố Tìm một tiền tố cho từ vựng này Chúng ta có gì ạ? Tăng gô no nô chi gô tố nhanh nhanh Đô 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 là gì đấy nhỉ? Lao động đúng không? Chính xác ạ Đô đô là lao động Vậy thì lao động như thế nào? Đa số thì người ta sẽ lựa chọn những cái từ vựng Mà dễ khiến chúng ta hiểu lầm Và dễ lừa chúng ta đúng không? Nhung Nhung một ạ, à. Mỹ một, ok, Minh Anh bốn, rồi <laughs> có vẻ như là người ra đề đã rất là thành công trong việc lừa chúng ta đúng không? Rồi Vi Nguyễn hai trực muối một, ấy à, đáp án ừ. câu này của chúng ta là đáp án số một mọi người nhá, judo do ạ, judo do, ju là chữ trọng trong nghĩa là nặng, tức là lao động như nào nhỉ? nặng nhọc vất vả đó, chưa? cái công việc gì đấy? công việc kangoshi là hộ lý thì nó là một cái công việc như nào? Vất vả. Đúng không? Chứ không thể nào nói công việc hộ lý là công việc quá sức hay là quá lao động hay lao động quá nhiều các thứ được. Mọi người thấy ghép vào nó có thấy hợp, hợp, lý là câu này không ạ? Không đúng không? Rồi chữ đai cũng không ghép nhá, chữ ta cũng không ghép nhá mọi người nhá. Rồi. Hãy ít chứ bằng. Judo là lao động nặng nhọc hay nói về những cái công việc vất vả. Ok mọi người nhớ thêm một từ vựng nữa nhá. Tiếp theo chúng ta đến với câu số 4 mọi người ơi, câu số 4 ạ. Câu này là gì ạ? Chi sana kaba ni muri ni nimotsu o oshi nanya ni. Đây sẽ là một động từ phức đúng không mọi người? Một động từ phức. Chúng ta cần phải tìm thêm một động từ nào đó ở đằng sau ghép với động từ oshi hay là động từ osu ở đằng trước để tạo thành một cái từ có nghĩa phù hợp với câu này. Và lưu ý là cái tân ngữ của chúng ta đang là nimotsu. Nimotsu. Rồi xin thấy có bạn Phương chọn đáp án số 2 ạ. Ngọc Hậu 4 ạ có nhung 4 ạ, à. rất là đa số các bạn chọn đáp án số 4 đúng không? Oshikonda. Ừ. À, Vi Nguyễn chọn 4, Tđinh chọn 4 ạ. À. Vào Long 4. Rồi, câu này có vẻ như là không làm khó được các bạn đúng không? mực của chúng ta là ấn vào là nhét vào đúng không ạ? mực ấn vào nhét vào mọi người nhá. Vậy thì câu này chúng ta là gì ạ? Chiisana kaba ni muri ni nimotsu o oshikonda. Tức là nhồi nhét đúng không cố gắng nhồi nhét những cái đồ đạc những cái hành lý gì đó vào trong một cái chiếc cặp rất là nhỏ vậy thì còn những đáp án khác chúng ta sẽ có đầu tiên là oshi yosed oshi yosed là cái việc chúng ta chen lấn xô đẩy nhá chen lấn xô đẩy được chưa còn oshi kakeru oshi kakeru là cái việc chúng ta xông vào hoặc là xâm nhập vào đâu đó và cuối cùng chúng ta có từ oshi tsukeru đúng không oshi tsukeru là cái việc áp đặt hoặc là ép buộc nhé mọi người nhé áp đặt hoặc là ép buộc ok chưa đấy là bốn động từ phức trong câu này của chúng ta hai ok chúng ta chuyển sang câu tiếp theo câu này thì chắc chắn 100% các bạn sẽ làm đúng này chúng ta sẽ có gì ạ chi sai koro kara basu no unten nani ni nari tai to mot te ta nari tai to mot te ta nè tìm một hậu tố điền vào đằng sau từ unten đúng không nào nguyễn chọn hai ạ dũng à, rằng chọn hai là lái xe ạ có bạn chọn bốn là unten xạ xạ đúng không? rồi câu này thì chắc chắn là khá là đúng. dễ đối với chúng ta rồi đúng không? chúng ta có từ tên intense rất là quen thuộc, hay nghĩa là tài xế hay gọi là lái xe nha mọi người nhá, tài xế hoặc là lái xe ạ. tức là từ nhỏ thì tôi đã có cái mong muốn đúng không? tôi đã rất là muốn là trở thành một một tài xế xe bus đúng không? một tài xế xe bus. rồi chúng ta có từ ở đáp án số 1 là gì ạ? chữ chủ đúng không? chữ chủ đứng mình đọc là nushi đấy, nushi hoặc là trong cái từ shujin, shujin là người chồng đúng không? Hoặc là SHUJINKO cô là nhân vật chính á Tiếp theo chữ này Ch là chữ nhân này, chữ này là chữ giả. Chữ giả đứng của mình đọc là mono cũng là người đúng không? Đó. はい、じゃあ次、ĐỘC 番です。6 Ừm. Câu này chúng ta sẽ có đáp án số mấy ạ? Amari ni okashikute warai o NI koto ga dekinakatta. Chúng ta sẽ có KOMERU koboreru. こごえる và được. Chúng ta sẽ có cụm là và đây, o nan nan ni koto ga dekinakatta. Không thể gì đó cười. Tuấn Anh Đỗ chọn hai ạ. Thanh Hồng chọn hai. khổ bô được là gì nhỉ mọi người nhỉ? Có phải là đổ ra chào sao? Ra ừ, chính xác rồi, bạn Bạch Trang đã có comment giúp xe đó là kodaeru. <laughs> được”. không thể nhịn được cười nhỉ, mọi người nhá. Nhịn ạ, nhịn cười tức là buồn cười quá mà đi nhị ở đây là thể hiện cái sự quá nào đấy nhá quá mức ừ. buồn cười quá đúng không nên là không thể nhịn được cười bây giờ <laughs> buồn cười quá không thể nhịn được cười thì chúng ta sẽ có khô đai được rồi chính xác còn khô bô đây được chính là bị đổ ra bị trào ra đúng không chính xác khô mê được thì sao ạ khô mê tê đấy danh từ ốc khô mê tê là dồn dồn tất cả tình cảm của mình hay là sức lực của mình để làm một cái việc gì đấy trong ngữ pháp có đấy và ở đây nó đang ở dạng từ vựng mà thôi nhá và cuối cùng khô cô được thì nó chính là đông cứng đóng băng lại rồi ok chưa vậy là chúng ta à, nhớ thêm được một cụm nhá hoa đai ốp được chưa rồi hãy ra tự kỷ này nhỉ à mai sàng chọn ba minh châu chọn ba ba là sột tổ ừ, sột tổ vi nguyễn chọn ba Đình Dũng chọn 4 ạ, à. 4 là hột tổ Hột tổ Hai. Văn Lưu chọn 2 ạ, à. Thí chọn 3 Hai, Ok, đáp án của câu này sẽ là đáp án số 3 Mọi người nhớ rất là chính xác Đáp án số 3 ạ, à. sột tổ là nhẹ nhàng thôi Đúng không? Sột tổ thì người ta xài ý là đặt nhẹ thôi Đặt nhẹ thôi, để mà nó không không bị vỡ Ok chưa nào? Rồi, kít tổ thì rất là rõ ràng Kít tổ là chắc chắn đúng không mọi người? Dịch ừ. tội là gì ạ? À? tội là kiểu dạng bất động ấy Có thể là đứng im nhìn chăm chăm một cái gì đó mi được Nhá. hoặc có thể là không cử động không hành động gì cả không di chuyển thì là diệt tổ còn cuối cùng là hột tổ hột tổ là thở phào nhẹ nhõm mọi người ờ, thở phào nhẹ nhõm ok chúng ta sẽ chuyển sang câu số 8 nhá rồi đấy ừ, câu này khá là dễ đấy mọi người câu này khá là dễ nhà của đứa trẻ kia thì okanemochi oh, đấy thì oh, đại gia giàu nhiều tiền đúng không nên là nan demokatemorai được nên là cái gì cũng được bố mẹ mua cho Đúng không? Cái gì cũng được bố mẹ mua cho <laughs> Nên là Na à... Rồi, Michael chọn một ạ à. Thúy sang chọn một, Quyên sang chọn một là ghen tị Hà sang chọn một Urayamashi, Bảo Long chọn một ạ à. ừ. Hay, ok, câu này của chúng ta sẽ là đáp án số 1 mọi người nhá chị, đúng không ạ? chị là sự ghen tị Ghen tị quá Đúng không? Nhà đứa bé kia thì rất là giàu Vì giàu nên là cái gì cũng được bố mẹ mua cho Ghen tị thế không biết được ừ, ừ, ghê đấy rồi okay. Rồi Natsukashi là thể hiện cái sự hoài niệm đúng không? Hoài niệm về một cái chuyện gì đấy Còn Yakamashi là thể hiện cái sự ồn ào Nhớ, ồn ào, om sòm Còn cuối cùng Mabushi thì khá là quen thuộc Mabushi là chói, ánh sáng ấy, chiều xuống và bị chói đúng không? Chói nhá Ok, Hay, tiếp theo chúng ta có câu số 9 ạ Câu số 9 có vẻ như là vào giường rồi Thế nên là mọi người cũng chọn đáp án đúng à, Nhiều hơn rất là nhiều nhá trong đây có bạn nào N3 hoặc là N1 đang vào để thử sức mình không ạ? Có rất là nhiều từ vựng của N3 đấy mọi người. Các bạn N3 cũng hoàn toàn có thể thử sức được mọi người nhé. Và các bạn N1 thì có thể ôn lại một chút kiến thức của mình đúng không? Rồi, đều là những cái từ vựng rất là quen thuộc luôn. Suzuki-san wa Hokkaido no nanyani dakara samusa ni wa narete iru. Hai. Vi sản chọn 2 ạ. Châu sàn chọn 2 ạ. Bảo Long 2. Quyên rằng 2 là xuất thân, xuất sinh, desu yo ne. Mai sàn 2 ạ. Giang Lê Sàng chọn hai wow không có một đáp án nào khác thì không thể nào mà sai được nữa rồi đúng không shushin, mọi người ạ nói về việc mình xuất thân ở đâu đấy hoặc là mình học ở một cái trường nào đấy ra thì mình sẽ sử sẽ sử dụng cái từ xuất sinh này mọi người nhá à, anh Suzuki Sàng thì xuất thân ở Hokkaido tức là sinh ra ở Hokkaido đó đúng không thế nên là anh ấy đã quen với cái lạnh rồi quen với cái lạnh đó còn xin tay là gì mọi người có thể đó có thể xuất à, shush, là cái việc tham gia mọi người nhá thường sẽ là tham gia những cái ấy. Uh, cục thi những cái trận đấu nào đấy còn số bố là than trồ than là ra đời ra đời ừ, hay giờ dạ, bằng câu số mười hai ngoại quốc ngữを話せると就職のときなにだ đi thi mà dễ sơ thế này thì tốt với mấy á uh, n hai thì đi thi nó sẽ không khó hơn như thế này đâu thực ra đi thi nó sẽ khó hơn ở một điểm thôi đấy là về mặt tâm lý của chúng ta À, chúng ta thường là đi thi vào những cái lúc quan trọng ấy thì não của chúng ta nó không được bình tĩnh lắm tâm lý của chúng ta nó không được bình tĩnh lắm nên là kiến thức nó không lôi ra được ấy, mọi người mặc dù nó ở trong não nhưng mà mình không lôi ra được mình không lấy ra được mình không nghĩ ra được đấy thế nên là trong quá trình mà mình đang luyện đề ấy, thì mình cố gắng luyện với cái tần suất nó cao một chút nặng một chút để khi mà đi thi thì mình sẽ quen đấy mọi người quen hơn nhá à, vi sàng chọn ba này mai sàng chọn ba à, hương mai chọn ba này Thí sàng chọn hai là có lợi à rồi bảo long chọn ba này hiền sàng ba công công sàng ba sinh sàng ba tâm sàng ba à, uh, trang ba ok <laughs> các bạn đều chọn ba đúng không đúng. rồi như đi để xem nhé ừ, có lợi dịch theo hán việc luôn chữ hữu với chữ lợi đúng không tức là có lợi nhá rồi <laughs> nếu mà mình có thể nói được tiếng nước ngoài thì sẽ có lợi khi mà mình đi xin việc đúng không là một cái điểm mạnh một cái điểm cộng rất là lớn khi mà chúng ta đi xin việc rồi con số 1 là gì ạ yu cộ you cộ là có hiệu quả ấy có hiệu quả ví dụ một cái loại thuốc nào đấy uống vào mà nó có hiệu quả dùng cái từ yêu cộ nhá yeah. hoặc là một cái vé nào đấy á cái vé vé to vé xe, nó vẫn còn hiệu lực dùng từ yêu cộ còn dieki dieki này là cái lợi nhuận mọi người ạ lợi nhuận à, còn cái dio là sử dụng rồi đúng không lợi lợi dụng ok hay tiếp theo à chưa đến câu số 11 tạm thời thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút xíu và xin, uh, xin phép được giới thiệu đến mọi người khóa luyện đề chuyên sâu cấp tốc của Dũng Mô đi. À, nội dung sẽ là luyện đề chuyên sâu cho cả ba cấp độ N3, N2 và N1 sẽ bắt đầu học từ ngày mùng 4 tháng 11 mọi người nhá. À, tức là tháng sau đấy. À, thời gian sẽ là vào tối 246 học từ 7 giờ đến 9 giờ tối giờ Việt Nam ạ. Hình thức học thì chúng ta sẽ học trực tuyến qua Zoom trong một nhóm kín nhá, trong một nhóm kín và sẽ học trực tiếp với bốn thầy cô, bốn giáo viên ở Dũng Mô Đi đấy là thầy Dũng, cô Thanh, thầy Nghĩa và mình. Hai, À, về nội dung thì chúng ta sẽ học cụ thể, học kỹ về các cái chiến lược làm bài thi, những tip, những mẹo, cách luyện đề, làm đề thực tế cho từng dạng môn đai mọi nhá, từng dạng môn đai. À, tổng thì sẽ bao gồm 12 buổi chữa đề, 12 buổi chữa đề và sẽ là chữa đề thi quá khứ, đề thi quá khứ. À, trong quá trình học thì chúng ta sẽ tổng hợp lại một cách chính thống và chuẩn xác tất cả các dạng đề thi và giảng giải chi tiết cách làm của mỗi dạng cùng với mẹo làm bài thi cho từng kỹ năng một từng môn đai một đúng không ạ à, mục tiêu của chúng ta sẽ là tăng 20 đến 30 điểm trước khi thi thật ừ. về ưu đãi của khóa này thì các bạn sẽ được tặng hai cái rất là hữu ích đầu tiên sẽ là tặng bộ ebook để tổng hợp toàn bộ kiến thức căn di từ vựng ngữ pháp của level mình đang học thậm chí là cả level trước để mình có thể ôn lại tiếp theo đấy là tặng kèm một khóa luyện đề online trên app trị giá 900.000 đồng. Khóa luyện đề online trên app cũng là những cái khóa mà sẽ hỗ trợ các bạn trong cái việc là luyện đề chữa những cái đề quá khứ. Nhá, ok. Và có một điều rất là quan trọng, sẽ cam kết đỗ và không đỗ các bạn sẽ được học lại một lần. Nhá, ok. À, rồi, về thông tin chi tiết hơn các bạn muốn tham khảo thì có thể inbox về PetZumori.com để được các bạn tư vấn uh, hỗ trợ đúng, đủ và chi tiết nhất. Nhá, mọi người nhá. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang nội dung chính của ngày hôm nay tiếp tục với câu số 11 ạ. Câu số 11 chúng ta sẽ có gì đây ạ? Okane o manan ni koto wa kantan na koto janayo. Câu này khi mà đi làm thì chúng ta đều thấm thía đúng không mọi người? Rất là thấm thía câu này ạ. Rồi, Mai Sàng chọn đáp án số 4 ạ. Minh Châu chọn 4 ạ. Mokeru. Rất là chính xác. Đáp án của chúng ta chính là đáp án số 4 đó mọi người. Mokeru ở đây là kiếm tiền đúng không? Kiếm tiền. Okaneo, mô kê nhá cái việc kiếm tiền ấy nó không phải là chuyện đơn giản đâu đúng không mọi người thấy kiếm tiền đơn giản đúng không ạ vất vả mà đúng không vất vả hay. rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại ba đáp án còn lại chúng ta có gì đấy ạ thứ bài được thứ ba được là thêm vào nhé thêm vào chia gì caoố sự là cái việc tiêu tốn ừ, tiêu hao tiêu tốn tiêu tốn về mặt thời gian đấy chỉ ốc bên kia nhỉ gì sự tức là dùng thời gian dành thời gian tiêu tốn thời gian cho cái việc học ấy và cuối cùng là fukudamu sự đúng không sự là phồng lên nó phình ra được chưa nào ok tiếp theo chúng ta đến với câu số 12 câu số 12 chúng ta là gì ạ matiawase chikan made cafe de jikan o nani nani tsubusu kuzusu kowasu và ạ đây là những từ vựng quen thuộc nhưng cũng rất là dễ nhầm, cũng rất là dễ nhầm. Thông qua đây thì chúng ta có thể cùng nhau ôn lại cả bốn cái từ vựng, cả ba cái từ vựng đáp ở cái đáp án sai nữa đúng không ạ? Nên là nếu mà được thì mọi người cố gắng comment cả những nghĩa của các cái đáp án sai này hoặc là nếu mà dành được thời gian thì có thể ghi nó ra một chút cho mọi người nhá. Hay, hiện sang chọn một ạ, giữ sự ạ. Mai sang chọn một ạ. Vi chọn một, Đức Đức sang chọn một ạ. À. À. Rồi, nhiều đáp án số 1 như thế này rồi thì liệu rằng có bị sai không mọi người nhỉ? Ok. Sai làm sao được đúng không? Giữ sự mọi người nhá tsubusu của chúng ta có nghĩa là giết thời gian Giết thời gian đúng không? Matiya uh, tức là cho đến cái thời gian của cuộc hẹn ấy Thì tôi sẽ À tôi sẽ giết thời gian ở quán cà phê Tức là ngồi ở quán cà phê giết thời gian để chờ cho đến cái thời gian của cuộc hẹn đúng không mọi người? Chính xác ạ ừ, Các bạn nhớ cả cụ nhé Rồi Tiếp theo chúng ta có từ Cứ dư, dư sự sẽ là À sụp đổ làm cho sụp đổ làm cho sạt lở hoặc có một cái trường hợp nữa là đổi tiền đó mọi người đổi tiền đổi tiền lẻ o ừ, kane nhá ừ, đổi tiền lẻ ừ. rồi số 3 là khóa sự là làm hỏng này số 4 là nhà đúng không là làm rách làm rách hoặc có thể sử dụng trong cái trường hợp là phá hủy những cái cuộc hẹn những cái lời hứa nào đấy cũng có thể sử dụng được nhà bư đự nhé mọi người nhá ok hai câu số 13 ba con số 13 chúng ta có gì đấy rồi bốn từ vựng khá là quen thuộc luôn Câu số 13 của chúng ta là gì ạ Kai sha no nha ni o Nó bỏ cái đuôi rồi đúng không? Tức là phải Phải cái gì? Phải kìm nén, phải hạn chế đúng không? Hạn chế cái gì đây ạ? Ừ, mai rằng chọn 3 là Shishutsu Ánh rằng chọn 4 là Shishutsu Đức rằng 3, Nhun Nhun 3, Bảo Long 3, Vũ Thông 4 ạ Nào có hai chiều hướng đáp án là 3 và 4 thì chúng ta sẽ chọn gì nhỉ mọi người? Mình sẽ theo phe 3 hay phe 4 đây? Không ai chọn 1 2 đúng không? Chắc chắn lại bỏ được 1 2 đúng không? Hai, <laughs> ok, xong bằng des. Ừ, xuyên shi sự là cái việc chi tiêu ấy, chi tiêu. À, tức là phải hạn chế cái việc chi tiêu của công ty thôi. Bây dạo này chi nhiều quá rồi, phải hạn chế lại thôi đúng không? Đó. Còn gai sự là ra ngoài, đi ra ngoài. Uh, Yêu xuyên là không phải. Thế này mới phải là gì nhỉ? Xuất khẩu đúng không? Ừ. Xin sự thì sao ạ? Uh, gọi là tiến ra ấy, vươn ra nước ngoài ấy. thường nói về các cái công ty các cái doanh nghiệp người ta phát triển người ta vươn ra tầm quốc tế ra ra nước ngoài để mở thêm chi nhánh các thứ ấy, mọi người nhá xin <laughs> hoặc là có cái trường hợp sử dụng cho cái việc là tiến vào cái phòng chung kết chẳng hạn cũng có thể sử dụng được rồi ok dạ dư yong bằng có số 14 ạ đố chữ hán đây rồi khá là nhiều những chữ hán nhìn hơi khó một chút xíu đúng không mọi người phần chữ hán của mọi người ổn đúng không ạ cô -o 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 -e -er. rồi vi sang chọn ba huy anh ba đào ngọc ba minh châu ba đều là đáp án số 3 Kang geki đúng không mai sang ba không ai chọn các đáp án khác luôn là đúng là đúng một thể mà sai là sai hết đấy Đứa ăn cả ngã về không ngã về không nhá rồi đứa ăn cả ngã ngã về không ạ ok xong vâng đây khang geki chúc mừng tất cả các bạn Đáp án số 3 nhá khang geki -er". -ge là cái sự cảm động cái sự xúc động đấy mọi người Tức là cái giọng hát của cô ấy đã khiến cho uh, ai đây Khang cho cự là quan khách đúng không? Ừ. Xúc động, cảm động. Rồi. Ok. Còn cái tự cha kia là gì ạ? Bằng ấy. Bắn súng mọi người nhá. Ừ, bắn, bắn. Hăng cái kỵ là phản công ạ. Uh, mình dịch là cảm động sẽ đúng hơn nhá. Cảm động xúc động nó sẽ đúng hơn là cảm kích dịch theo hán việt là cảm kích đúng không nhưng mà dịch ở đây mình nên dịch nó là cảm động xúc động thì nó sẽ phù hợp hơn nhé mọi người nhé ừ. rồi hăng cái kia là phản công này và cuối cùng là hưng cái kỵ hưng cái kỵ bản thân cái từ đằng trước là cái chữ phẫn trong cái từ phẫn nộ này nó đã thể hiện nghĩa của cái từ này rồi thể hiện cái sự tức giận vô cùng tức giận nhé đằng sau thì nó là cái chữ kích trong cái nghĩa là mạnh mạnh liệt đúng không ghép nó lại thì chúng ta sẽ được một cái từ với cái nghĩa là vô cùng phẫn nộ vô cùng tức giận nó kiểu tức điên lên nhá, mọi người hai rồi, tiếp theo câu số 15. Câu số của, à câu số 15 của chúng ta thì vẫn là chữ Hán ạ. Vẫn là chữ Hán nhá. Keizai gaku o nanani suru. Nanani suru. Nhiều từ khó nhưng đáp án thì dễ thôi mọi người. Rồi. Ờ, phương phương chọn 2 ạ, thí sáng 2 ạ, đức phần 2 ạ. Long sang 2 sen go suru. À Thúy sáng có comment là học chuyên ngành. Học chuyên ngành gì đấy ạ? kê dai gặp à chuyên ngành kinh tế học đúng không ở trường ở trường đại học rất là chính xác rồi oh, rất là cảm ơn mọi <laughs> người đáp án của chúng ta là đáp án số hai senko sự nhá tôi đang học ngành đúng không học chuyên ngành kinh tế học mới đang học tôi học thôi. tôi học chuyên ngành kinh tế học ở trường đại học số 1 là sen nhự chữ chiến với chữ hữu mọi người chiến hữu số 3 là sen đen sen đen là cái sự mài rũa rèn luyện trau chuốt và cuối cùng là sen đi tự là cái sự dùng mình, dùng mình trong sợ hãi Ok Rồi tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 16 nhá Câu số 16 ạ à. Tính từ Chúng ta sẽ có bốn tính từ ở đây Omatsuri o shiteru yo de Soto ga nani nani Năm ban Ừ có Cương sang chọn 2 dạ, Ngọc sang chọn 3 là so shi À, Ngọc Tường chọn 3 là ồn nào mà. Ừ, rồi, văn Trúc chọn 3, thảo hiền 3. À thương rằng cũng chọn 3 ok. Rồi, đáp án của chúng ta đúng. sẽ là đáp án số 3 mọi người nhá. Ừ, soji đúng không ạ? Là cái sự ồn ào. Bên ngoài ồn ào cứ như thể là giống như là đang gì đấy, đang tổ chức lễ hội vậy. Đúng không nào? Còn omomoshi là cái sự long trọng, long trọng uy nghiêm. Còn dư shi nó là cái sự gì đấy ạ? Mặc dày chơi chẽn đó mọi người nhá mặt dày chơi chén. Còn kagayakashi Là gì ạ? Cái sự tỏa sáng long lanh lấp lánh đó. Rồi, chính xác. Hay. chưa tiếp, 17 Câu số 17 mọi người ơi. Tenin-san ni kyōmi no nai shōhin Ngọc chọn 3. Ngọc sơn chọn 3. Đáp án số 3 là shitsukoi, shitsukoi, đúng không? Shitsukoi. Số một là Số 2 là Arapok Số 4 là Iyashik ừ. à, ừ. Rồi Các bạn đều đang chọn đáp án số 3 là Shitsukoku đúng không? Chúc rằng ba này dài rằng lăng ngang đúng không? Ok Hay đáp án của chúng ta là đáp án số 3 mọi người nhớ Shitsukoku Chính xác của nó là Shitsukoi Đúng không? tính từ đôi y bổ nghĩa cho một động từ đằng sau nó chuyển sang cự thôi đó, đó là dài dòng, dài dẳng Thì ở đây là à, Tôi bị đúng không? một nhân viên của một cửa hàng nào đó cứ kiểu mời chào xuống được đấy mời chào một cách rất là dai dẳng cái sản phẩm mà tôi không hề có hứng thú gì hết thường là các bạn sale ấy đúng không ngày nào cũng gọi ngày nào cũng gọi chị ơi uh, mua đất không chị ơi làm thẻ tiến dụng không ấy mọi người đó rồi hay con đáp án số 1 là simbo là cái sự chịu đựng nhẫn nại nhá số 2 là arapok là gì ạ là cái sự thô bạo nhá à, thô bạo tính tình hung tợn ấy còn số 4 là Iyashi Là cái sự ti tiện Ti tiện nhá Ok Thế Tiếp theo chúng ta đến với câu số 18 ạ Câu số 18 của chúng ta có Totsuzen na nha nhít Hito ni koe Hit o -ko -e kake rareta Số 1 là dekai Số 2 là omowashi Số 3 là kashimashi Số 4 là omoi gake Omoi gake Chúng ta có gì ạ? Đào Ngọc chọn 4 ạ, Ngọc Tường chọn 4 ạ, à, Hà Nông định chọn 4 ạ. Vi chọn bộ à chọn một là to lớn để cay đúng không? Để cay tổ nhị. Chúng ta sẽ có đáp án ừ. là đáp án số 4 nhá. Omoi ga kenai Một người hả? mà mình không ngờ tới mình không ngờ tới là người ta lại bắt chuyện với mình, người ta lại nói chuyện với mình nhưng mà không ngờ đột nhiên người ta lại quay ra bắt chuyện với mình đúng không? Đó. Rồi số 1 của chúng ta đáp án số 1 là gì ạ? Dekai là to. To nhá. Số 2 là omowashi. Ờ, à. omowashi của chúng ta sẽ có nghĩa là gì ạ? Là cái sự vừa ý thỏa mãn với một cái gì đó và số 4 kashimashi là cái sự ồn ào mọi người nhá rồi ồn ào om sòm đấy ạ tiếp theo câu số 19 câu số 19 hai vi nguyễn chọn hai ạ accent accent lê chọn hai à, trước rằng chọn hai ngọc tường chọn à ngọc vi có comment ý nghĩa của nó là ngữ điệu đúng không ngữ điệu kiều linh hai hiền sang hai mai hai phạm quyền hai long dương hai nguyễn minh châu hai hương mai hai Wow tán hai luôn nhiều hai thế này chắc chắn đúng rồi accent à cursive accent đấy mọi người là cái trọng âm đúng không cái trọng âm tức là tiếng nhật ấy tùy vào từng địa phương đúng không tùy vào cái tiếng địa phương mà cái trọng âm này nó sẽ có sự khác biệt khá là lớn u cự koto na được Né rồi đáp án số hai là chính xác ạ à tổ trọng âm nhá số một tôn tôn chính là cái chữ này đấy mọi người là cái tông ấy Tông giọng hoặc là tông màu nhá Tông giọng hoặc là tông màu Số 3 ừ. Phrase Phrase là từ hoặc là cụm từ câu Được chưa? Số 4 là Pitchy Pitchy nó là cái khoảng cách Được nó là cái khoảng cách nha mọi người nhá Và Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với câu số 20 mọi người ơi Câu số 20 ạ À, chọn xong đáp án câu 20 thì mọi người hãy tổng hợp lại trên xe xem là mọi người trong ngày hôm nay đã đúng được bao nhiêu câu nhá. Trong ngày hôm nay các bạn đã đúng được bao nhiêu câu? Câu số 20 của chúng ta là gì ạ? Ki no zaseki o nanani kurasu ni Một cú lừa. <laughs> một cú lừa lịch sử ở đây. Vương Hà một ghế phổ thông. Ok. Hạng phổ thông đúng không? Rất là chính xác. Một hạng phổ thông, Hoa Dương chọn một. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta sẽ có economy là phổ thông nhá. Economy class nó là một cụm từ mà nghe chưa nó không tách ra economy class ghép vào sẽ là hạng phổ thông hạng phổ thông còn đứng của mình nó sẽ là phổ thông thôi phổ thông nhá thì tôi đã chọn cái hạng phổ thông cái hạng ghế ngồi phổ thông đấy chính xác ừ. hạng ghế ngồi phổ thông em chưa bay bao giờ á chưa bay bao giờ biết hạng phổ thông biết ghế phổ thông hả <laughs> đây bạn nhung còn comment là hạng thương gia này nhưng mà phải có tiền bay được hạng thương gia mọi người ạ Đắt lắm <laughs> ok rồi à còn ba đáp án còn lại nữa mọi người ba đáp án còn lại nữa nomad, nomad là gì ạ là thông thường là bình thường nhá số 3 là bina bina của chúng ta sẽ là nói về những cái người mới bắt đầu làm gì đó mới bắt đầu nhá người mới bắt đầu và cái cuối cùng là cái adobance adobance là cái sự cải tiến cải tiến rồi ok thì Ê, đâu để xin xe xem oh Ok. Chúng ta sẽ kết thúc với 20 câu của từ vựng N2 trong buổi ngày hôm nay ở đây nhé mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào các buổi livestream lần sau và mọi người hãy nhớ là hàng ngày buổi sáng từ 10 giờ thì đều sẽ có các buổi livestream của các thầy cô của Dũng Mô Đi với các chủ đề về từ vựng của các level từ N5 đến N1 luôn mọi người nhá. hãy てま、Bye bye.